Anh may mắn là anh chọn được cái Tây Tây Bắc này, là anh lại có cái minh đường rất là rộng thoáng, mà quan trọng nhà nhà nào cũng vậy thôi, phải có minh đường vạn mã để nó tụ khí. Tụ khí lúc đó mình ăn thuần khí thì cái nhà nó mới phát. Xây nhà là 2019 đúng không? 2021 hả? 2021. Nhà anh rất là đẹp, tổng quan là sạch sẽ gọn gàng, khuôn viên thoáng, diện tích rộng, khu dân cư ổn định. Tổng thể tất cả các công năng anh đang bố trí như thế này này, nó đang đúng thời vận. Vị trí của anh ngủ thì anh đang ngủ một phần nó vào Tây Nam á, thì ngủ lâu nó sẽ không tốt, thì mình sẽ điều chỉnh ngủ hết về Nam, cái phương vị Nam á, thế sẽ tốt hơn. Đẩy giường hay... Dạ đúng rồi, điều chỉnh giường thì lát em chỉ sau. Đấy, cái thằng con trai thứ này đang ngủ ở Bắc không tốt này, cái thằng mà ngủ cái phòng bên này này, thằng thứ hai đúng không? Thằng đấy từ ngày về nhà đây thằng lại phát triển rất là tốt, nhưng mà nó ngủ ở đấy không có tốt đâu nhá, nó ngủ ở đấy sức khỏe cực kỳ xấu luôn. Đấy, sức khỏe càng ngày càng đi xuống, anh ngủ lâu ở đấy không tốt tí nào sức khỏe cả. Đấy, nhà anh cái hướng này rất là vượng này, mọi thứ công năng bên trong bố trí khá chuẩn luôn, không sai gì hết, nhà sạch sẽ. Cái này là cái công năng lý tưởng là hai vợ chồng, làm đúng không? Thuê cái cấu làm là anh là cái nhận định của anh rất là may mắn. Anh làm rất là chuẩn. Nó chỉ thiếu cái là nhà này như hôm bữa em tư vấn ra nhé, giờ là chỉ chỉnh lại vị trí ngủ và kích cho nó vượng lên cái thằng con trai trưởng này. Nó ở phương vị đông, hiện tại nó chưa có thủy thì cái sự phát triển của nó không sẽ không được tốt, không nào thể nào bằng cái thằng con trai thứ được. Thằng con trai thứ nó có cái bếp ở Bắc, nó kích hoạt rất là tốt cho nó này. Đấy, nhưng mà bây giờ cái giường tầm đấy thì xoay hướng giường. Dạ, còn tổng thể này thì chỉnh hướng giường thôi, chỉnh cái vị trí ngủ thôi. Tại vì mỗi ngôi nhà nó sẽ có cái trường khí ở cái vị trí mình nên ngủ, ở các phương như là Tây, Tây Bắc, Đông Bắc và Nam. Và hiện tại ở vận chính thì cái phương vị Nam đang là vượng nhất, thì mình nên ngủ ở phương vị Nam thì ưu tiên chặt chủ. Là anh ngủ đây rồi, thì cái thằng con trai trưởng thì cho nó ngủ ở cái phương vị Đông Bắc đây này. Hiện tại thì nó đang ngủ ở Đông và Đông Bắc, thì mình ngủ hẳn ở Đông Bắc luôn. Chuyển giường, chỉnh đây ngay chỗ này, có chỉ bị tủ dễ rồi. Thằng Bắc thì cho nó chỉnh lại Tây Bắc đây thì đã ok. Với lại nhà này chưa kích cái điểm kim long với mọi thứ để cho nó phát lên thôi, tương đối là nhà này ổn rồi. Nhà này ở như thế này thì cũng khá thuộc dạng là bài bản luôn á, phát triển luôn á. Còn mà để mà tốt lên một tí nữa thôi, gọi là nếu mà nói thực sự như anh mà muốn cầu toàn á thì anh chỉnh thêm một tí nữa thì là nó cầu toàn luôn. Hiện tại như căn này thì nó tầm 8,5, 9 điểm gì đấy. Anh chỉ làm chỉnh một xíu nữa thôi là nó được 10 điểm, gọi là cầu toàn. Thì mình làm như vậy thôi. Còn thực tế hầu như em vô khảo sát thì mọi thứ nó đang đúng. Chỉnh lại vị trí ngủ với kích một số điểm nữa thôi. Thằng con trai này, với chỗ người vợ này. Người vợ thì hiện tại cái phương vị này, cửa này anh hay mở đó, sẽ làm cho người vợ bất an. Đúng rồi đó. Người vợ hay bất an, sau một cái mùa mà gió nó về nhiều quá, hay bất an mà hay nói nhiều. Nhưng mà để như vậy lâu hay mắc bệnh ở bụng khi mà động khí ở Tây Nam. Đấy thì mình nên có thủy dưỡng. Không, cửa nào thì vẫn phải đi ấy. Nhưng quan trọng là anh cái cửa đấy thích hợp phong hay thích hợp thủy. Ví dụ như trong thời vận này này, Tây Tây Bắc nó thích hợp khí phong thì mình mở cổng cửa. Tây Nam nó thích hợp khí thủy thì khi mình mở cửa thì phải có thủy. Có thể thủy bình ở Tây Nam để cho cái vị trí nó phát lên. Thì cái người vợ nó không bất an, không mắc có bệnh ở bụng, tránh các bệnh đấy. Đấy, hoặc là cái ví dụ cung chấn là cung của người trưởng nam này, thì phương vị này nó phải có thủy thì cái thằng con trai trưởng mình nó mới phát triển được. Nó giống như cái thằng con trai thứ của anh ấy. Khi đặt cái bếp đây nó phát triển rất là tốt này, cháu học nó chăm chỉ này, phát triển rất là tốt. Nhưng mà vô hình chung này cháu lại ngủ cái điểm đấy không tốt, ngủ đấy sức khỏe không tốt tí nào. Nên là anh cứ nghĩ lại xem đúng không, từ khi anh xây nhà mà để cháu ngủ ở vị trí này sức khỏe càng ngày đi xuống, ngủ lâu cực kỳ không tốt. Yeah. Đây lên video thì có những cái câu từ nó không nói hết ra được, nhưng lát này em sẽ nói sau vấn đề đấy. Yeah. Đấy em nói tổng thể nha, anh chỉ như vậy thôi, rất tốt, cực kỳ đẹp luôn. Đây là ý tưởng hai vợ chồng. Dạ. Chứ không nhờ thầy biết thì xem về phong thủy không. Dạ. Vậy là cái may mắn cho mình đó. Cái này là trước nhà em ở nhà các phụ ấy. Dạ. Nhà thờ Nam Giang. Hướng Nam. Thì em này, nếu mà xây cái nhà này hướng Nam, bố còn mang với em cả bắt xây hướng Nam, mà nếu có nhà là hướng Nam mất sân. Đúng rồi, mất sân. Hướng Nam anh lại quay qua đây mấy. Dạ. Đây là Tây Nam và Nam luôn. Nhưng mà không vượng mà anh quay Tây Tây Bắc này đâu. Thế. Nếu mà chính Nam luôn thì ok.
thì bố em bảo các cụ xây nhà là nó chuyên thế rồi, các cụ xưa ở nhà nhà truyền thống thì xây được, đúng rồi, nhà hiện đại, nhà hiện đại đặt ở đấy thì nó mất hết sân, không đẹp nữa. Theo ý con là chuyển hướng này, lấy không gian sân về nhà nhiều việc, một năm thì dốt tới các cụ rất là nhiều, rồi bây giờ nhà đầu tiên vào nhà rất thẳng ngay đầu nhà sâu lắm, không nhìn được đấy, ý tưởng thì thế thôi. Một hoàn bản mãi là thôi con định xây hướng này. Đúng rồi. Để nó mở ra cho đẹp. Anh may mắn là anh chọn được cái Tây Tây Bắc này, làm anh lại có cái minh đường rất là rộng, thoáng. Mà quan trọng nhà nhà nào cũng vậy thôi, phải có minh đường vạn mã để nó tụ khí. Tụ khí thì lúc đó mình ăn thuần khí thì cái nhà nó mới phát. Vâng.